Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở thực hành đó lớp 1. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ làm là tiết số 2, bài số 1. Bạn Mai xét được hình bên trong đó có bao nhiêu khối lập phương? 1 2 3 4 5. Đó, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Rồi là 5 khối lập phương. Có bao nhiêu khối hộp chữ nhật đã tô màu? Tô màu đây là 1 này, là 2 này. Câu này là nó là khối hộp chữ nhật nhưng mà nó không phải tô màu. Được. Giờ chúng ta sẽ có là 2. 1 2 là 2. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. Dùng các khối lập phương nhỏ như nhau, bạn Việt xét thành các chữ T, H, C như sau. Chữ T, chữ H và chữ C. Viết chữ T, H hoặc là C thích hợp vào trong chữ chấm chấm được xếp bởi nhiều khối lập phương nhất. Như vậy chúng ta sẽ đi đếm. 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5. Khối này là 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khối này là 7. Khối này là 1, 2, 3, 4, 5. Như là đây là 5, đây là 7, đây là 5. Như là chữ H là nhiều nhất. Chữ H. Hai chữ gì là được xếp bởi khối lập phương là bằng nhau? Như vậy là chữ T và chữ C. Cái này là 5, cái này là 5. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 3. Khoanh vào chữ đặt dưới khối lập phương. Cái này là 1, 2, 3, 4. 4 cái khối lập phương chồng lên nhau thì nó không phải là cái khối lập phương mà nó thành ra một cái khối hộp chữ nhật. Còn này nó 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy nó lại 6 cái khối lập phương nó chồng lên nhau thì nó trở thành là một cái khối hộp chữ nhật. Cái này nè. Cái này chúng ta tự như là 4 cái cục này chúng ta xếp lên nhau nè. 4 cái cục này là xếp lên nhau, như là cái mặt phía trước. Còn mặt phía sau cũng là 4 cục nè, 4 cục phía sau xếp lên nhau. Như vậy trong này là chúng ta sẽ có là 4 cái cục phía trước và 4 cục phía sau, nên là 8 cục. 8 cục này nè, xếp lại. Như vậy là chúng ta thấy nè. Nếu như đếm lên, đếm đứng này nha, là 1 2 được không? Đếm qua cũng 1 2. Như vậy cái này là nó là một cái dạng là khối lập phương. Câu C. Chúng ta qua bài số 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Hình khối thích hợp viết bài dấu chấm hỏi là hình nào? Như vậy chúng ta thấy nè. Chúng ta chọn hai hình bất kỳ mà nó là có tính chất lặp lại. Hai cái hình này nó cao nữa không? Nó cao lên, nó cao lên. Như vậy là cái này là cái khối hộp chữ nhật dựng đứng lên. Cái này là khối hộp chữ nhật dựng đứng lên. Còn giữa hai cái khối hộp chữ nhật này là một cái khối lập phương. Tương tự giữa hai cái khối hộp chữ nhật là khối lập phương. Hai khối hộp chữ nhật là khối lập phương. Như vậy theo cái chu kỳ như vậy thì qua đây thì nó là cái khối hộp chữ nhật ở đây. Thì kế bên cái khối hộp chữ nhật này thì nó là một cái này, một cái hình này. Đó. Như là hình B là khối lập phương. Chúng ta qua câu B. Rồi tương tự chúng ta sẽ điền vào cái chấm hỏi này. Đáp án là cái ba khối lập phương nhưng mà này là màu xanh, màu trắng và cái này là màu đen. Như vậy chúng ta cũng tương tự vậy. Cái này là khối lập phương màu xanh, rồi tới màu xanh lên đúng không? Chúng ta lặp lại. Rồi đây nó sẽ chỗ này chưa có nhưng mà chúng ta xem nè. Giữa hai cái màu xanh là có màu trắng và màu đen. Rồi tiếp theo là màu xanh này tới màu trắng và màu đen nè. Như vậy là màu xanh tới màu trắng và màu đen này. Như vậy thì ngay chỗ này là nó là màu xanh chỗ này. Màu xanh là A. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thì dạy rất nhiều cái đầu sách, cho vào đó các em tìm bài nhé.
Chúc các học tốt.